Thế là mình con thế chồng con đâu? Con tiền 3 triệu chạy mất rồi. Chồng sao? Chồng chạy mất rồi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 2006 là năm nay nhiêu? 6 là năm 24. Có một mình con thôi. Ai đưa đến đây? Dạ, xe cấp cứu từ bệnh viện. Xe cấp cứu bệnh viện đưa lên đây. Gá bị gì? Con bị gì? Còn hai đứa hả? Sao cho em bú gì chưa? Xong bỏ vô trong đi. Bỏ vô trong. Có cái tay bé chút ép rồi vô đúng. Mấy tháng rồi con? Chưa được tháng rồi. Xong bây giờ cho vào trong đi cho bác sĩ chăm chứ. Chứ con nào về? Con sao chăm được? Con nào về đây? Chồng bỏ trốn rồi. Bỏ chạy. Đấy, còn chăm thằng kia nữa. Hai đứa. Sao con mà đẻ làm chi nữa? Mẹ một đứa thôi mà đẻ làm chi hai đứa chi cho khổ vậy trời ơi. Đứa nào bị bệnh? Hai đứa bị bệnh luôn. Bệnh gì? Mẹ cho con thêm mà. Mới sửa rồi cho con thêm mà. Đừng có đẻ nữa nghe không? Trời ơi, thì khổ con bây giờ nít thì đẻ chi dữ vậy? Mấy tháng à, yếu bệnh rồi. Mới mười mấy ngày. Con ngồi đi gió lạnh. Thôi, mang vô trong đi con, trong gió. Mình muốn chơi đi về. Cái tay nó vẫn ấy kìa, đi này về sao được, về sao chữa nổi. Giờ con ở khu nào, ở khu đó hả? Thì sao con không vô đi? Không có ai chăm. Không có ai chăm á. Em bé bú sữa bò, sữa con. Sữa con phải ổn vô nhất, sữa đâu bú. Có sữa đâu con bú. Giờ em mua sữa ngoài cho nó uống. Mua sữa ngoài đi con. Có tiền cầm đây lắp bằng kẹp viên dịch tiền. Mua sữa thêm cái bình đó, mua bình sữa cho em bú. Bây giờ sữa rồi có bình sữa rồi các thứ nữa. Nhiều khi nó không có biết luôn. Không biết mua đâu, không biết làm đâu. Cái thằng chồng đâu rồi? Người ta cho cầm 3 triệu rưỡi nó đi về nhà mẹ nó. Người ta cho 3 triệu rưỡi nó cầm về nhà mẹ nó rồi. Thế sao không gọi điện cho nó? Nó đi luôn rồi, nhà chạy chú mà gọi gì. Thế giờ phải kiếm thằng nào tử tế chứ, kiếm thằng mà... Có 3 triệu rưỡi, mỗi mẹ con ở đây đi về là chạy chú. Thôi. Con tính về nhà. Con mình ba con thì cô tính về nhà kêu ba lên chăm phụ mà bác sĩ không cho về. Thì đúng rồi, em đang bệnh mà con về là bé đó. Bây giờ kêu ba mẹ vô đây phụ đi. Gọi điện cho ba vào. Đâu là con ở sao? Ủa điện thoại sao? Nhà ba đâu? Ở Trân Thành. Trân Thành là Bình Phước à? Làm người ta ở đây. Làm gì? Đi làm cho ta. Đi làm cho người ta ở Trân Thành, Bình Phước. Đây thì cũng đâu có được, lên đây là không có việc làm, tiền đâu có đâu mà. Bây giờ sao? Giờ tính sao? Vô trong đi, bây giờ cứ để bé vô đấy, vô cấp cứu, xong rồi gọi điện về nhà. Vượn... Có số điện thoại không? Đây có điện thoại này, gọi này. Có nhớ số không? Nhớ số không, biết không? Nhớ số thằng chồng của con. Bây giờ đây gọi số thằng chồng nhá. Rồi ok, thằng chồng số bao nhiêu? Đây. Trời đất, gọi thử coi. Có mẹ. Chó rồi, gọi thử coi. Rồi, số bao nhiêu? 0356. 0356 rồi. 445 rồi. 220. Giữ vô đang chọc coi tí. Con tới tắm nó. Cắt bỏ luôn. Cắt bỏ luôn. Đúng rồi. Để coi đừng ai cứ nghèo. Chỉ biết làm mà. Em tên gì? Con tên gì? Thảo hả? Thảo á. Thế cho có hai đứa con chưa cầm bắt điện thoại nữa. Ta cho 3 triệu rưỡi cho bọn nó. Thương number one. Ai à? Cái lớp xong. À. Mới đầu nó đâu bắt rồi. Ta cho được 3 triệu rưỡi thấy lấy tiền bỏ chạy luôn. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Nó không nói. Bóc cái nữa, bóc cái nữa. Con có nón không? Có nón đội cho em không? Gió quá. Chồng thì không bắt máy. Má. Nói bỏ trốn rồi đó, mấy nhà nay không có bắt. Ủa thế ngày xưa không có tìm hiểu có cưới không?
không cưới, ở chung với nhau thôi. Ờ, em ơi, thế bây giờ con ở đây xong, ở đây chăm nó. Nè, nói chuyện với vợ này. Sao? Sao nó nói là vợ đuổi nó ra này? Đây, 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 chị nói đi. Em ơi, em ạ, sao em bỏ vợ con em ở nhà thương rồi em mới về nhà rồi em bỏ vợ con em đi, giờ nó nằm ngoài đường như nè, sao em? Hả? Nói vậy lên lên. Cứ nói đi. Dạ, khi nào em lên? Dạ, chắc mai em giờ không có xe đi anh ơi. Giờ mai chắc mai á, em mới lên được. Mai em ơi. Trời ơi, em hãy chăm vợ con em chứ. Giờ em bỏ hai đứa con đây đó. Giờ em đang ngồi đường con nó khóc nè, không ai chăm phụ. Em phải lên mua bình sữa này kia rồi cho con nó bú chứ. Con liền. Đem lấy quần áo thằng lớn đi luôn vậy. Lấy quần áo không lên, đừng có bỏ vợ con vậy, tội lắm nghe em. Dạ, rồi. Mình phải có trách nhiệm, mình làm cha làm chồng rồi có trách nhiệm với vợ với con, đừng có bỏ vợ con vậy, đang ngồi đường tội nghiệp quá nè. Dạ, mai mai mới lên hả? Mai đi được không anh? Giờ. Mai lên. Lên liền đi. Lên liền bây giờ. Sao không lên mà bây giờ lên? Nhỏ này nó định bỏ về nè. Nó tính bỏ trốn về, bác sĩ không cho. Bác sĩ không cho về nè, nó nói không ai chồng. Ghim trên tay con em. Dạ rồi, để em nhờ thằng mấy anh em nó chờ em ra ngoài đường. Rồi em có thêm đi liền. Ờ, đi lên, đi vô chờ, phụ vợ con em nghe, đừng có bỏ vậy, tội lắm đó. Dạ, rồi anh ơi, anh nói vậy rồi, bây giờ anh nói ra để kêu nó vô nhà lại, rồi em đi liền. Ờ, chồng kêu con vô nhà thương lại đi. Nè, nói chuyện với vợ đi, nói đi. Sao không nói? Nói đi, nói vợ đi, nói đi. Nó mấy tiếng thì bia bảo nó lên hay sao? Hay có thằng khác rồi? Nó đang lên hay đó. Hay sao? Hả? Sao nó đòi đập là sao? Sao nó nói em uýnh nó à hay sao? Ủa em nói em đập nó hả nào? Đòi đập con à. Đòi uýnh, đòi đập, đòi bóp cổ. Dạ. Đụng tới nó bị em mình là đàn ông, vợ vợ có con nhỏ. Em nói vậy thôi, để em kể cho anh nghe nè. Em á nói vậy thôi mà em chưa có bao giờ em đánh vợ con đâu. Có đánh em chưa? Chưa. Thì hù vợ thì nói em hù vợ, nhưng mà con đang nhỏ em đừng có hù vợ vậy, vợ em thấy sợ. Tôi cả hai đứa con thấy thương thứ một nhỏ xíu con à. Nhưng mà em không có được nói hù quýnh vợ em nó sợ, hiểu không? Dạ. Bây giờ em lên lo cho vợ em đi. Nha. Kêu nó nhập viện lại đi, kêu nó nhập viện lại đi. Ok, để kêu nó vô bệnh viện lại nha. Rồi em kêu nó nói chuyện với em một chút thôi. Nè, nói chuyện chút rồi. Ê, con nói đi, con nói đi, bây giờ để thằng chồng nó lên nó phụ chứ. Ờ, thì con nói đi. Con lo ấy cho con, mày nghĩ đến con của mình. Nói đi. Rồi nói nó nghe. Rồi. Nói đi. Nói đi em. Nói. Đúng vậy. Nói tiếng mình. Tiếng đồng bào. Anh đi nghe. Con ốp lạ chích chích. Em đi kìa. Chồng tôi ôi anh chân tiết để sọc cái lịch này. Bởi lớn mà ta kêu. Ông chị cho ai biết mấy anh ôi, hai đứa hòa thuận với nhau mà chăm cho con nhá. Em, hai đứa hòa thuận với nhau. Bọn anh có, mấy ơi, mấy cô có cho thêm tiền để lo, để nhập viện này, lên mà lo phụ vợ em ơi. Rồi sao? Dạ. Dạ để em kể cho anh xếp. Bây giờ em nói một câu và giờ em nói là không về nhà ông già nó lại. Giờ nó đòi về nó lại. Giờ sao giờ em không biết nói sao. Nhưng mà bây giờ mà về đứa bé này đang bệnh làm sao mà đi được? Nhiều khi bác sĩ đâu cho về, trên đường cái nó bị sao? Ông kiếm trong tay. Rồi xếp kêu nó vô lại đi, chung ở
Thiếu vô nhà thương rồi. Xe cũng có chạy hay không nữa. Xe ở bên xe mình đông có chạy hay không nữa. Nếu mà chạy thì em bắt xe đó em lên đi liền. Ờ, thôi bắt xe đi lên lo đi cho vợ đi nhá. Dạ dạ dạ, rồi anh ạ. Rồi anh nói ạ, rồi anh nói sao? Bao giờ con em thì vô lại đi, chung là em lên luôn. Rồi em cứ vô đi rồi nó lên nha. Yeah, rồi ok. Lo cho con đi nha. Bắt đi nha. Thôi, lo vào cho con vào trong nằm đi em. Cho con vô trong đi. Con ngồi đây, con kia. Ngồi đây. Trong bạch tiết, ngồi con ngồi đây để xe đấy. Ngồi đây chứ mẹ uống nước nha. Uống nước cái đây. Cha mày dữ vậy sợ. Cha. Thôi mình đi về thôi. Ok, bắt đi nha, để vô đi nghe cưng. Đây bây giờ thì sẽ tới khoa huyết học và truyền máu giúp đỡ chủ yếu là các cháu bị bệnh ung thư đang điều trị tại đây. Bắt đầu từ đâu có? Dạ. Từ đây luôn nhỉ? Vâng, ok. Dạ, đây. Rồi, cô sẽ gửi tặng mỗi bạn là 500 ngàn nhé. Để mua sữa hoặc là phụ thêm các bạn mua thuốc uống. Con, đây, gửi con. Cảm ơn cô với con. Hết bệnh nha. Đi ra sao lại? Đây, bé đang học bài à, hay làm gì đấy? Dạ, cầu cầu đi, cảm ơn cô lo. À đi. Bé bệnh gì đấy thưa chị? Dạ. Bé bệnh gì? Ung thư máu. Ồ, mấy tuổi rồi? 3 tuổi ạ. Bị bao lâu rồi? Rồi cảm ơn con nhá, con mau khỏe. Rồi bé bên cạnh. Con bệnh gì đấy con? Ung thư máu, con mấy tuổi rồi? Trời. Không bị bao lâu rồi. Từ Tết tới giờ. Mới đây rồi. Mong con hết tỉnh ha. Rồi cô gửi con mua sữa nhá. Dạ đây, con bé bên này. Bé đang ngủ thế mẹ nhận giùm đi. Bé này mấy tuổi? Bé bệnh gì? Ung thư máu. Bao lâu rồi? Bị bao lâu rồi? Chọn bị được năm, ngoài bên năm nay đó là 16 tháng. 16 tháng. Rồi chúc bé mau khỏe nhé. Chữa trị sao? Có thứ đỡ không? Dạ bây giờ là cháu đi duy trì rồi, được ngay đặt tháng thứ tư. Có đỡ không? Dạ có. Có đỡ. Được rồi. Rồi đỡ. Cao quá, mấy ta yêu mấy tuổi? Ý là cháu được 15 tuổi. Bị ung thư máu, phát hiện được 16 tháng rồi. Chị giờ đến nay là tháng thứ tư. Đỡ. Ừ. Rồi, chúc mau khỏe nha. Rồi, đi phòng khác. Phòng đây. Chỗ đây hả? Phòng đây đi. Cứ có bé là chị tặng. Rồi, cô sẽ gửi tặng mỗi bạn 500 ngàn nha. Đây, bắt đầu từ trong kia đi. Bé này sao? Bé này đang ngủ thì mẹ đây đúng không? Rồi mẹ ngồi dưới, mẹ nhận giùm đi. Rồi mẹ cảm ơn cô đi. Mẹ bé lớn mấy tuổi rồi cơ? Bị gì vậy? Từ bao lâu rồi? Tháng tư đó vậy? Còn mấy tháng nữa hả? Này, bé. Rồi, rồi tặng em lo chăm lo cho bé thêm nhá. Còn bé này bệnh gì đấy em? Ung thư máu. Mấy tuổi rồi? Từ bao lâu rồi? 4 tháng rồi chị. Có trị giúp đỡ không? Hôm bữa con đọc xong thì cũng được rồi. Ừ. Cô gửi cho bé 500 mua sữa nhé. Rồi bé bệnh gì đấy em? 10 tuổi. Bị ung thư máu. Ung thư máu. Bị bao lâu rồi? Tết này chồng ta. Ồ, mới đây thôi. Rồi sao chị có đỡ không? Vô thuốc cũng bình thường. Rồi sao mình biết là ung thư máu? Nó mệt, nó mỏi rồi mà mình mẩy nó bầm. Bé mệt mỏi rồi mình bầm. Rồi đi thử. Đi xuống viện tỉnh thử khám rồi xét nghiệm nó ra bệnh luôn. Đưa tỉnh vô theo luôn. Rồi xin gửi. Con này giúp được cái bé ha. Rồi bé con ơi. Tóc con bệnh hả? Gì đấy? Ung thư máu. Rồi thôi con nằm được, con nằm đi. Đấy hả? Con nằm được, mệt rồi. Thì con nằm. Mấy tuổi rồi? Tóc nhiều. Rồi cô gửi tặng con nhá. Rồi con cảm ơn cô đi. Rồi. Đây bé đang ngủ. Hỏi mẹ cũng được. Bé ung thư, tóc rụng hết này. Được bao lâu rồi?
Rồi mấy tuổi vậy? Cháu trai cháu gái đấy. Cháu trai. Này giúp cho em bé ha. Rồi gửi tặng em nhé. Rồi đi phòng khác. Rồi chúc các bé mau khỏe đi về nhé. Phòng bên kia, phòng bên kia. Ừ, phòng quá. Không, phòng. Rồi, cô sẽ gửi tặng mỗi cháu là 500 ngàn nhá. Bố mẹ bé này đâu? Mẹ nó đâu ta? Mẹ đang tắm trong phòng. Thôi để tiền trên giường cho. Để đây ha. Rồi, chị để cái lên cái gọi. Đó, đúng rồi, ok. Rồi, bé đang ngủ. Rồi, con ơi. Kể đi, kể đi. Đang chơi. Bé này bị gì cơ? Ung thư máu. Máu hả? À, mới bị hả? Mấy tuổi rồi vậy? Thôi cái này giúp cho bé. Rồi cảm ơn bà đi con. Rồi con gái. Dễ thương quá. Này bị gì? Đầm đẹp quá. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi? Hát chú nghe bài nào. Hát chú nghe bài nào. À, số hổ. Rồi, mắc cỡ. Rồi, cô cho con tiền mua bánh, mua sữa nhá. Rồi, bé bên kia. Nãy giờ thấy con đứa này là cười ra. Vâng. Rồi, cháu đang chơi. Bé bệnh gì đấy anh? Ung thư máu. Con ơi, quay lại đây, cô cho con tiền mua sữa nè. Này mấy tuổi rồi em? Rồi, chúc sức khỏe bé nha. Rồi, con trai ăn gì đấy ngon thế? Con mấy tuổi rồi? Con bệnh gì? Con biết con bệnh gì không? Bệnh cầu cấp. Ví dụ như mấy bé nào bệnh quá mình đừng nói. Rồi ok. Rồi. Thôi tặng rồi tặng mẹ. Đi xì cho con nha. Rồi chúc sức khỏe. Lớn à. Lớn rồi đúng rồi. Đúng rồi. Tâm lý là đi sâu. Tâm lý có 40% là bệnh rồi đó. Đúng rồi. Rồi đây gửi cho bé đi ạ. Bé này mấy tuổi đây. Rồi? Dạ, ba cháu. Hết tóc luôn rồi. Rồi, đang truyền thuốc luôn này. Đó, truyền nước. Rồi, phòng khác. Rồi, em cảm ơn nha. Rồi, chúc các bé mau khỏe nha. Đây chị tặng. Đây bé là bị gì? Bé này bị gì? Mấy tuổi rồi? Khoa này là khoa huyết học truyền máu mà. Tất cả ung thư hết. Bị bao lâu rồi? Bên kia là bướu não, còn đây là ung thư máu. Giờ còn đang trị. Hello. Rồi gửi mẹ. Qua đây bé này đang ngủ. Thôi thì gửi cho bé. Để đây ha. Rồi trong này phòng này chị. Có nhiều phòng. Rồi cô sẽ gửi tặng cho mỗi con 500 ngàn để mua sữa uống nha. Rồi con cái gái ơi. Mày người gì? Người Chăm. Là sao? Chăm. Mấy tuổi vậy? Dạ 3 tuổi. Bị gì? Dạ ung thư máu. Bao lâu rồi? Dạ điều trị được 5 tháng. Đỡ hơn không? Đi xì cho con. Đồng bào là không thấy cho chơi điện tử di động mà cho xếp hình. Còn người Kinh là có điện thoại di động để coi điện tử ấy. Đây lại qua kia lại. Dạ. Xếp bé hình. Bé bị gì cơ? Mấy tuổi rồi? 3 tuổi. Bị bao lâu rồi? Mới 3 tháng. Mới biết tay à. Bây giờ có đỡ chưa? Đỡ. Vậy hả? Mẹ, cho tiền con mua bánh, mua kẹo thêm nha. Con cảm ơn đi. Không, mong con hết bệnh.
Rồi, bé bé nghỉ chơi một chút xíu nào. Rồi, chào con. Bị cô... ung thư tủy. Ờ, mấy tuổi ung rồi? Ung thư tủy. Bị bao lâu rồi? Bạch cầu cấp. À. Vậy bây giờ người ta có đang điều trị chưa? Ok không? Ừ. Có đỡ không? Ừ. Sao con? Ừ. Nè, lì xì cho mong con mau hết bệnh nha. Ừ. Rồi, rồi con. Ừ. Con mấy tuổi rồi? Ừ. Con bị gì? Bao lâu rồi? Con lì xì con nha. Rồi, bé đây bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đang tắm. Rồi, thôi để trên giường cho. Rồi, tay nó hai cái kim này. Rồi con cầm nhá, đưa cho ba mẹ nhá. Con tên gì? Bé quá, không trả lời được. Rồi, qua đây. Cháu đi siêu âm. Rồi, thôi gửi cho mẹ cũng được. Bé bệnh gì mà lại đi siêu âm cô? Dạ, bệnh ung thư. Dạ, mấy rồi. Tuổi vậy chị? Dạ, 5 tuổi. Dạ, rồi. Chúc cho em bé mình đi phòng khác nhé. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn ạ. Gửi tiền cho cháu rồi. Đây, gửi cho cháu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe. Dạ. Rồi, bên đây. Bé bên kia. Ồ. Này, này mấy tháng rồi? 1 tháng. Ồ, bị gì? Bao lâu rồi? Ung thư máu, cái dãy bên này ung thư máu hết. Mà sao mà biết bị? Mới vài tháng tuổi cũng đông ung thư máu. Giờ cái bệnh lẽ ra là ngày xưa ví dụ như 4, 50, 60, 70 tuổi mới bệnh chứ giờ. Sao? Đẻ cái là bệnh. Sao? Bây giờ còn vui là được rồi, thế này không thích được chút đỉnh ha. Rồi con gái à. Rồi cô gửi tặng con 500 ngàn nhá, mua sữa uống. Ăn chay đó, giống mình đó. À, ăn chay luôn. À, cảm ơn cô nào con. Khoanh tay cảm ơn cô nào. À, rồi, con nhá, trong này phòng này. Có nhiều phòng quá hả? Các phòng hết đấy. Rồi, cô sẽ gửi tặng mỗi bạn 500 ngàn nhá, mua sữa, mua thuốc uống. Rồi, chị gửi nhé. Hỏi, em bé này, cái này em này mấy tuổi rồi? Này lì xì cho em Rồi con gái con nghỉ con chơi xíu cô gửi tặng con nhá. Chúc con khỏe. Ở bên đây đây sẽ gửi cho ba đi, hai mẹ con cho ngủ này ha. Rồi gái thì... Rồi con gái cô gửi tặng con nè. Rồi, chúc con khỏe. Rồi ồ dễ thương quá. Con tên gì? Con tên gì nhỉ? Phan Hoàng Tuấn á. Là con trai con gái ta? À con trai. À. Rồi cô gửi con. Con nói sao nhỉ? Này chú hỏi cái này vào có đau không? Không đau. À, dũng cảm nhá. À, rồi cảm ơn con. À. Đây cháu đang ngủ. Rồi mẹ nhận giùm đi. Xì cho em nha. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe mọi người nhá. Đây, bên đây chưa có. Nãy giờ mình đi mới tới từ đó đây, đó hả? Bên đây chưa có. Rồi gửi em, chúc khỏe nha. Sau lưng. Này coi. Rồi chúc sức khỏe. Ở trong phòng này. À, nãy giờ mình đi mới khúc này thôi. Mới khúc thôi. Dạ. Rồi chào cả nhà nhá. Cô sẽ gửi tặng cho mỗi bạn 500 ngàn mua sữa uống hoặc là phụ với gia đình mua thuốc. Rồi con ăn gì ngon thế? Ồ, ăn bánh ngon quá nhờ. Cho chú ăn với nào. Cho chú ăn với nào. Cho bà miếng nào. Cho miếng đi lì xì. Cho thôi gì cho con tiền nặng mua thêm cái đó nữa nha. Cười thì cười. Nói chung là nó cần ăn thôi, nó không cần gì hết. Ở vậy hả? Nít cái đời xa cho mình nó ăn uống á. Tại vì cái thuốc đời xa là nó ức chế tế bào.
thành thử ra bắt buộc là nó thèm ăn. Dạ. Tắt bụng nó là thèm ăn. Cho rồi ăn đâu. Dạ. Sợ hết. Bởi vì mặt tròn do. Rồi tặng đó cũng không được. Con nhà anh ở đâu? Anh con nhà anh đâu? Không, này cho con giúp con mau hết bệnh nha. Rồi bên đây. Tại con mấy đứa lớn đây, bởi vì mình đâu có nên hỏi nó bị cái gì. Thôi đừng có hỏi, nó tùy thân. Giao con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Mấy tuổi rồi con? Tên gì? Cô gửi tặng con 500 ngàn nha. Rồi, mua nha. Sữa mua bánh nha. Rồi bé ơi. Rồi nghỉ chơi xuống chú hỏi thăm nào. Cô gửi tặng con tiền để con mua sữa mua bánh nha. Con tên gì? Con tên Gia Huy. Gia Huy. Con mấy tuổi? Con 7 tuổi. Này cho con mua bánh ăn nha. Rồi cảm ơn cô đi. Rồi. Rồi. Rồi chào em, nghỉ ngơi đi. Nghỉ chơi nào. Em mấy tuổi rồi? 14 tuổi. Có người yêu chưa? Chưa hả? Ở đâu? Con Tum. Có gần nhà thầy Thích Minh Tuệ không? Không à? Vào đây lâu chưa? Mới. Rồi, cô cho con mua bánh nha. Mua thuốc, mua sữa. Rồi, bé gái này xinh quá, dễ thương quá này. Trắng bóc à? Con tên gì? Con mấy tuổi? Không biết luôn. Rồi. Con hát một bài chú nghe nào. Thôi. Con mới vô thuốc còn mệt. Rồi, gửi tặng con nhá, mua bánh mua sữa nhá. Cảm ơn. Rồi, dễ thương quá. Bé này chắc đang mệt. Rồi đưa cho mẹ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, em dẫn ra phòng khác. Rồi, chúc tất cả mau khỏe nhá. Nhớ coi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhá. Dạ. Dạ. Đây. Này mẹ đâu? Dạ mẹ đây. Vậy hả? Con ơi. Mẹ mấy tuổi rồi? Kệ đi. Dạ 6 tuổi rồi cô. Bị. Dạ ở đây thì toàn bị ông. Dạ họ giống với nhau hết nè. Thôi ra đường. Rồi mẹ cầm mua sữa mua bánh cho cháu nhá. Bé bên này có chưa? Có rồi đúng không? Dạ rồi. Để bên đây. Bé này mấy tuổi vậy? Bị bao lâu rồi? Có đỡ không? 4 tuổi hả? Mong em bé mau được khỏe ha. Dạ không. Đây là phòng hộ lý. Mừng quá, bớt mộng. Rồi đây, chị gửi đi, bé đang ngủ. Cho, gửi cho bé ha. Rồi, chúc con mau khỏe nha. Đây, cô gửi cho bé đi ạ. Cảm ơn cô nào, cảm ơn cô nào. Nào chưa biết thôi kệ. Bệnh sớm hơn rồi, sớm hơn cái tuổi. Ở đây nó giờ ngồi ăn rồi, mì con thế. Con đây đi, bé đã đi. Bé này ca đây. Con mấy tuổi? 3 tuổi hả? Con tên gì? Rồi con có khỏe được chút nào chưa? Thôi cái này cho con mua sữa mua bánh nha. Cảm ơn. Con cảm ơn cô nào. Ôi mặc áo USA là Mỹ á. Dạ. Rồi. Bé này có không? Bé này ở đâu? Mẹ có chơi chưa? Mới ở ngoài đi vào á. Rồi đây đây cho. Bé em bệnh gì? Viêm não, cái đầu nó dẹp. Mấy tuổi rồi? Rồi phòng nào tiếp em? Gần 2 tuổi rồi. Cô bé này làm phòng nào? Phòng 12 giường nào? Phòng 99. Không. Phòng 12 là phòng ở dưới đất hay gì? Phòng ở dưới đất luôn hả? Đất sao lên đây thôi cho cũng được. Nhưng mà đây là cho mấy cháu náo. Ở phòng này đi chị. Đây các bạn ơi. Rồi cô sẽ gửi tặng mỗi bạn 500 ngàn mua sữa mua bánh nhá. Cho bé này.
mẹ nhận dùm đi. Đây. Rồi con trai. Bé này ba mẹ bé đâu? Bé này ba mẹ đâu? Ba mẹ nó đâu rồi? Mẹ đi tắm, thôi để trên giường. À bé này ha. Nè mọi người dùm nha mọi người dùm. À. Dạ dạ. Nói bố mẹ cho mẹ. Dạ dùm cho bé được nghe. Đây này chân tay các bạn này. Đấy, đủ các thứ. Con mấy tuổi rồi? 12 tuổi. Con bao lâu rồi? Con bao lâu rồi? Mấy tháng rồi hả? Rồi có đỡ không? Thôi con lì xì con để mua bánh mua rồi, sữa. Rồi con nghỉ ha. Chơi là cô lì xì, cảm ơn cô nào con. Ừ. Khi nó dồn thuốc nó mệt nó nằm. Đây đây con theo cũng đồng bào này, trò chơi xếp hình. Nhắc người gì? Đồng bào dân tộc gì? Dân tộc ED. ED là gì? Dân tộc thiểu số, tức là người Kinh là nhiều nhất. Xong rồi tới các cái dân tộc khác. Là tỉnh nào em? Đắk Lắk. À, vợ chồng làm rẫy à? Ở đấy là vợ bắt chồng đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. À, tức là ở đó là người phụ nữ đi thích anh nào là bắt anh đấy về. Ủa vậy hả? Anh nào đi tan cái rồi phụ nữ đi cưới. Phụ nữ phải đi cưới chồng. Ủa vậy hả? Mà có của mới cưới chồng được đúng không? Còn nếu mà nghèo là không cưới chồng được. Chồng không theo. Tại sao vậy? Nhiều ít chồng không đủ đàn ông á hả? Cái tục lệ của họ như rồi. Giống như người Kinh mình là đàn ông đi hỏi đàn bà, nhưng ở đàn dân tộc ấy thì lại ngược lại, đàn bà đi hỏi đàn ông. Nếu mà đàn bà không giàu có thì không cưới được chồng thì ế. Vậy ngày nào mình phải vô đó mình đổi lại hả? À? Em mấy tuổi vậy Kinh? Rồi chúc con khỏe nha. Le lưỡi cái lông mi dài thòn à. Lông mi dài thòn à. Rồi chúc vợ chồng chăm con mau khỏe nha. Rồi ba nhận dùm bé đi. Đây lì xì cho con. Rồi cảm ơn con. Bé ngủ rồi. Rồi mẹ nhận dùm đi. Em cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn con. Rồi ở đây cô sẽ tặng mỗi bạn 500.000 nhá. Bà hay là mẹ đấy? Em là bà. Bà. Rồi cháu bệnh gì đấy bà? Bệnh cầu. Bệnh gì cơ? Bạch cầu cấp cũng là máu đấy. Cũng máu luôn. Rồi ba gửi à bà nhận 500.000. 13 hả? Dạ không không phải đây. Đây. Rồi mẹ nhận dùm đi cho bé 500.000. Bé mấy tuổi vậy? Dạ mẹ gần 3 tuổi cô. Ờ bị bao lâu rồi? Dạ mẹ này gần 3 tháng. Ồ. Rồi sao tay bị gì? Trên nọ. Không cái trên kìa. Nó gầy cái kim nó đỡ gãi vào cái kim nó ngứa sợ nó bật máu ra rồi là họ bọc lại xì cho bé. Rồi chúc sức khỏe nha. Rồi con ơi à chú nào à chú nào không à cô nào cô đẹp hơn à cô nào à rồi cô tặng con 500.000 con mua sữa uống nha. Rồi cho này đây này này phát cho em ừ con cho đi con cho biết không cho tay cô cầm giùm cho chị ấy cầm mic rồi cầm ấy cho nước cho bạn ấy. Cầm nước phục vụ bạn người phát cái miệng giống như là đó. Em phát em phát đi. Con ủa có ai giữ bé ra cho mẹ đi lấy đồ ăn hay gì á mẹ đi lấy đồ ăn. Bây giờ ra đưa ai đưa em? Cứ để trên đó đi. Đó không biết nó cắt liền luôn à. Giữ giùm đi hờ. Để đại dẫn điện thoại lên đi. Ừ. Qua bên kia rồi. Dạ. Tới đi. Rồi, có bé nào đâu. Buồn. Rồi, gửi con nha. Bà cho con tiền. Chú cho tiền này, cảm ơn chú nào. À, chú đi. Rồi tới đây dạ rồi gửi tặng bé đây chú gửi tặng con nhá trên đầu đây rồi chúc con khỏe nhá dạ rồi qua đây con cháu này cháu khác à cháu này đi vệ sinh. Mà mình cho được rồi.
cái này đấy lại ghim lên đây cho em. Vâng, vâng. Nói em nói gì nói, nói gì nói. Có một số. Dạ. Chào cô. Được, được, ok. Rồi lại đây. Lại em gửi đi, còn sót bạn này. Rồi cảm ơn bạn, cảm ơn anh đi. Dạ rồi. Dạ rồi, rồi cảm ơn. Dạ. Tim bẩm sinh. Rồi con cảm ơn. Dạ dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ. Bên kia cho rồi đúng không? Rồi tới đâu nữa em trai? Bé này con. Em gửi. Rồi gửi con khỏe nhá. Đây bé này nữa đi. Dạ không sao. Em trai ơi, bé này. Dạ. Chào cô. Bé bệnh gì đấy? Suy thể. Đồng bào dân tộc gì? Dân tộc Chăm. Dân tộc Chăm. À. Rồi bên này hết rồi đúng không? Rồi qua bên đây. Qua đây. Còn nữa, nhiều. Còn nhiều quá. Mới được phân nửa thôi, còn phân nửa nữa. Đây bắt đầu. Cứ giường nào có bé là tặng đúng không? Rồi, rồi con ơi. Nghỉ chơi nào, chú gửi cho tiền uống sữa nào. Cảm ơn chú đi con. Rồi. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chơi game. Rồi bé kia, bé kế bên. Con đi siêu âm rồi. Rồi, tặng em. Rồi bé này. Cứ có giường là tặng. Rồi em tặng đây đi. Cái này là không đủ giường nên là xếp giường nào. Nên đang em tặng chơi game. Mua bánh ăn nhá. Rồi bé. Rồi chú gửi tiền mua bánh ăn em nhá. Rồi con trai bệnh gì? Đây. Không biết rồi. Rồi tặng. Vâng. Vâng. Rồi chúc sức khỏe. Rồi ông. Rồi em tặng đi. Cảm ơn chú nào. Cảm ơn chú. Rồi kế bên nhé. À. Rồi con khỏe nha. Bye bye. Thank you nào, thank you nào. Thank you chú nào. Rồi cảm ơn con. Rồi bé ơi. Rồi con cảm ơn chú nào. Rồi. Rồi bé. Cảm ơn chú nào con. Bé ơi. Nào, cảm ơn nào, cảm ơn chú nào. Rồi. Bé này suy thận nữa. Gửi cho mẹ, bé đang ngủ. Bé đâu rồi? Cháu đi siêu âm, đưa cho ba. Rồi, cảm ơn. Đây đi anh. Cảm ơn chú nào. Rồi, tiếp theo. Rồi, đây. Rồi, kế tiếp. Rồi, gửi con nhá. Mua sữa uống nhá. Chúc mau khỏe, hết bệnh nhá. Cảm ơn chú nào con. Cảm ơn rồi. Ngủ. Đến đây. Rồi, gửi con nhá. Ừ. Em ơi, cho bé này này, bỏ sót bé này đi trích thuốc rồi đấy này. Rồi. Rồi, cảm ơn chú đi con. Rồi, được rồi. Đi hết rồi. Đây, đây, trong này. Thôi, mẹ tương làm đi. Rồi, anh lên xe. À. Đây. Rồi. À, cô sẽ gửi tặng mỗi bé là 500 ngàn nhá, mua sữa uống nha các con. Đây, bà cho con tiền nha, giỏi quá. Ủa bé đâu rồi em? Bé đâu rồi? Không có bé hả? Ê, bà cho con tiền mua. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Con mấy tuổi rồi? Giỏi quá.
Ồ, 3 tuổi rồi hả? Giỏi quá, có biết hát bản nào hát cho bà nghe coi. Biết không? Hát rồi, 2, 3. Giỏi quá. Gửi cho bé nghe, bé mua bánh ăn nghe. Cảm ơn bà. Giỏi quá. Rồi, bên đây. Con mấy tuổi rồi? Con hát được không? Biết hát không? Nè, bà cho con tiền mua bánh ăn nghe, giỏi nha, hôm mau hết bệnh nha. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi rồi hả? Con biết hát không? Có giỏi không? Hát hát cái gì ra hát rồi. Con vì con giống mẹ, hát lớn lên. Mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta đều yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Giỏi quá. Rồi, giỏi lắm, mau khỏe con nha. Bé này có ai giữ không? Sao vậy? Bé coi, giữ tiền đưa lát đưa mẹ mua bánh cho con ăn nha. Giỏi con. Đây có em bé không? Không, bé này. À, sao con mấy tuổi rồi? Bé bệnh gì vậy? U gò má hả? U vùng má. Sao nó bị xanh 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 là bị gì hả? Là bớt à. Bớt. Bờ cái bớt rồi. Gửi con tiền mua, đưa mẹ mua bánh mua sữa con ăn nha. Giỏi nha con. Mau hết bệnh nha. Giỏi. Rồi chúc con mau khỏe nha. Bé có bệnh không cả con? Ok, đây chị gửi cho bé nha. Vô đây hả? Vô đây trước hả? Rồi, chào các bạn nhá. Cô sẽ gửi tặng cho mỗi bé là 500 ngàn nhá. Rồi, ê, bắt đầu từ đây đi ạ. Gửi bé 5 tiền mua bánh ăn nha. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà nào con. Giỏi. Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. Đây, bà gửi cho con mua bánh, đưa mẹ mua bánh ăn nha. Cảm ơn bà. Giỏi quá. Bà gửi cho cháu mua bánh ăn, giỏi con. Con mấy tuổi rồi? 13 tuổi rồi hả? Con ăn nằm đây lâu chưa? À, mới 2 tháng rồi, mới lên hả? À, mau hết bệnh về nghe con. Hãy gửi cho bé, bé là ngủ hả? Hãy đi gửi cho bé. Đây, gửi cho bé nè, mua bánh cho mẹ, mua bánh sữa nha. À, con ạ, à, bà đi, đúng biết rồi, cảm ơn không? Bà. Biết hát không? Hát cho bà nghe bài nào. Hát nghe coi. Cháu thương con gì đó. Bà thương con gì đó. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm nè. Ờ, bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Hát lớn lên. Trăng. Màu trắng như mây, cháu thương bà, cháu nắm bàn tay. Cái gì đó? Vâng lời cháu biết bà vui. Giỏi quá. Giỏi lắm. Rồi. Rồi bé kế bên. Chị gửi cho con nha. Giỏi, con mấy tuổi rồi? 13. 13 tuổi rồi. Con nằm đây lâu chưa? Mới ạ. Mới vừa nằm hả? Ok, giỏi quá. Mau hết bệnh về nha. Chị gửi cho bé mua ba bánh cho bé. Hai vợ chồng đi chăm luôn. Thế rồi ai đi làm? Ông trời đi làm á. Ông trời. Rồi. Rồi, chúc các bạn mau hết bệnh đi về nha. Đây gửi cho bé mua bánh mua thuốc cho bé nha. Chị gửi đây cho tiền đây, bà cho tiền đây. Nè mua sữa uống nha. Hai vợ chồng là đồng bào dân tộc gì? Mơ Nông ở đâu? Ở Đắk Lắk. Rồi hai vợ chồng đi chăm con này thì ai đi làm ra tiền? Không có ai làm, thế lấy tiền đâu xài? Vay mượn của họ. Nhà có nhiều đất không? Tưởng nhiều đất thì bán bớt đi. Rồi gửi cho bé này con. Cảm ơn bà nhé. Bé có không? Có. Có. À, bé này hả? Bé bệnh không? Để cho con nha, một bánh sữa uống ngay, mau đi hết bệnh về nha. Giỏi nha con. Rồi. Con gái rồi. Tới đâu rồi. Đây, gửi cho con tiền mua bánh ăn nha. Giỏi quá, con mấy tuổi rồi? 7 tuổi, con ở đây lâu chưa? Dạ, lâu già rồi. Okay. Gửi bé vừa sữa cho bé uống nha. Đây. Bà gửi cho bé, chào bà đi. Ả bà đi, bà cho tiền. Con ạ, à, bà nào. Ả bà đi, bà cho tiền mua bánh nè. Sợ. Đang miếu. Rồi mẹ cầm dùm nha. Rồi cảm ơn. Dạ, rồi đây chị. Bà gửi cho con tiền nha. Con mấy tuổi rồi?
Lớp 7 là mấy tuổi? Lớp 7 là 13 tuổi à? 12 tuổi. Ở lâu chưa em? 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Rồi. Mai hết bệnh về nha. Ở bên này. Đây. Cha cười vậy? À đây trời. À đây, à bà đây, à bà, à. Ưu dội quá. Rồi tay này quá trời cái kim. Cho con tiền mua bánh nghe, ít chơi game, lại chơi game nhiều quá mắt nó mờ đó nha. Đưa mẹ nghe. Ở phòng này đi. Xin chào, cô sẽ gửi tặng cho mỗi bé là 500 ngàn nhá. Và bắt đầu đi từ trong để cho các bạn có tiền mua sữa uống. Đây. Bé ngủ rồi hả? Đây, rồi, gửi hai vợ chồng đi chăm nè. Rồi. Bên kia, bên đây, bên đây. Đây, chơi game giỏi quá, bà cho tiền mua sữa uống nha. À bà đi. Giỏi quá chơi. Rồi mẹ nhận dùm, mẹ nhận dùm. Bé cho bé ngủ đi. Đây, để cho bé em ha. Cháu được mấy tháng rồi. Luôn. Làm đáp cháu bệnh gì? U gan. Rồi gửi con nhá. Cho con nghe. Đồng bào, đồng bào dân tộc gì? Dân tộc Gia-rai. Gia-rai, hai vợ chồng hay là ông bà? Cháu. Cháu. Bố mẹ nó đâu? Bố mẹ nhà đang làm việc. Bố mẹ nhà làm việc. Còn hai ông bà lên đây chăm cháu. À. Hai ông bà được mấy người con? Mình Mình được 4 con. Nhà mình có nhiều rẫy không? Nhà mình có nhiều rẫy không? Rồi. Gửi ông bà thêm tiền. Rồi gửi thêm. Rồi, rồi chúc sức khỏe nha. Đây bé sao dán cái dáng mặt bằng keo vậy? Giống người mẫu vậy, bị sốt rồi hả? Ôi trời, trời cho tiền nè, cho tiền. Nó sửa là sợ nè. Rồi mẹ nhận dùm, mẹ nhận dùm. Sợ. Rồi. Gửi cho cháu nghe. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi hả? Con ở đây lâu chưa? Còn. Đi về. Rồi mai hết bệnh về nha. Chị gửi cho cháu ngủ hả? Gửi cho cháu mua sữa nha. Chị gửi cho cháu luôn. Tiêu chuẩn là một phòng thì 1-2 giường thôi mà không có chỗ. Gửi cho mẹ mua sữa và bánh cho con ăn nha. Con mấy tuổi rồi? Còn có chỗ mà 13 tuổi hả? Con ở lâu chưa? Tối thì vợ chồng nằm dưới đất. Lâu rồi hả? Ngủ dưới lòng đường. Đã rồi hả? Đâu có gì vậy. Ok, lúc kia mẹ mua bánh mua sữa ăn nha. À, nhiều khi trông con nít ấy, phải trông cả hai người trông, nếu một người trông không có khỏe, không nổi. Đây có chưa? Cháu ngủ hả? Gửi cho cháu mua sữa, mua bánh ăn nha. Okay. Có nhiều trường hợp khó khăn ấy là chỉ cho thêm 2 phần tiền. Ôi giỏi quá, con mấy tuổi rồi? 8 tuổi thì đẹp trai thế. Trắng bốc à. Giỏi, mau hết bệnh nha. Đây coi à. Rồi, bà sẽ gửi tặng mỗi bạn 500 ngàn mua sữa uống nhá. Rồi. Để cho cháu mua sữa cho cháu. Mấy bé bên này nó đi đâu rồi? Để gửi ra cho bé. Rồi hả? Rồi. Có không? Có ai giữ giùm không? Có ai giữ giùm không? 55 đúng không? Thôi, giữ tắt đây. Đây, cho tiền mua bánh nha. Giỏi quá. Đây, chị gửi mua sữa cho mà. Gửi dạ, cho rồi chúc sức khỏe nha. Ô dễ thương quá vậy. Chị gửi cho con nha. Cảm ơn bà. Đây có không? Đây, gửi cho đang chuyển máu này, cái bịch máu này. Rồi bé này đang tắm. Bé, tắm rồi. Rồi. Gửi cho mẹ cho mau mua sữa cho. Rồi, chúc sức khỏe nha. Chúc các bạn mau hết bệnh đi về nha. Rồi. Về nhớ theo dõi đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhá. Thì gửi cho cháu mua sữa bánh ăn nha. Trời ơi, con mấy tuổi rồi? 11 tuổi rồi, ráng ăn nhiều vô và bé ốm quá phải béo lên nha. Ở đây độ tuổi là dưới 16 tuổi chị. Bé Nhi mà dưới 16 tuổi. Lớn hơn 16 là lên bệnh viện lớn. Thì giữ em chưa giữ. Giữ giùm nha. 3 3 3 3
Rồi bà kế bên giữ giùm. Em giữ giùm đi. Ok. Rồi lát xíu đưa trả cho. Rồi vô trong. Cô sẽ gửi tặng mỗi bé 500 ngàn nhá, mua sữa, mua thuốc. Vậy, bà gửi cho con 500 đô bánh mua sữa uống nha. Con mấy tuổi rồi? 12 tuổi rồi, 12 tuổi. Lâu chưa? Mới hả? À? Bé bệnh từ bé luôn. Nghiệp quá. Hôm mai hết bệnh về nha. Trời ơi. Cho con tiền mua bánh cảm nha. Cảm ơn cô. Giỏi quá, cảm ơn bà. Giỏi quá, mai hết bệnh về nha. Em? Bình Thuận à, bé là bị gì đấy? Truyền máu suốt đời. Khi nào mất thì thôi. Truyền nào khi nào mất thì thôi. Vậy lấy máu ở đâu mà truyền? Thì năm nay là bác sĩ truyền cho nó thì à. Có khi không có lên đây thì em xin máu hội đồng hương truyền cho cháu. Xin máu hội đồng hương. Ví dụ em ở dưới quê á, em bệnh viện em không có máu. Nhưng mà em xin máu ví dụ chị nhóm máu cùng máu nhóm cháu. Xin. Ủa xong rồi cái máu truyền vào rồi nó đi đâu mà nó cứ mất hoài vậy? Dạ nó tan máu đó. Máu hả? Tức là máu nó hút máu hết của bé này, xong mình lại phải tiếp thêm máu khác, cứ truyền vậy suốt đời. Ủa không có cách nào chữa cho khỏi hẳn à? Đó là có một kỳ tích xuất hiện như đó thôi. Kỳ tích kia hy vọng trời. Cái này ví dụ mang đi nước ngoài chữa được không? Em không biết. Không. Tức là trong có con virus cứ có máu là nó hút hết máu. Không hết đâu. Thế phát hiện cháu bao lâu bệnh này? Nhỏ lớn luôn. Sao biết? Sao mình biết? Thì bác sĩ chuyển khoa nhưng mà Rồi, chúc đây, bé mau khỏe nha. Đây, cho con tiền bữa bánh ăn nha. Cảm ơn bà. Trời ơi, có bệnh à, bệnh hả? À? Đau không? Thấy đau không? Đau hả? Ok, giỏi nha. Gửi cho con ha, mua bánh ăn nha. Giỏi, có rồi, cảm ơn cô bà. Đi nào, cảm ơn bà nào. Giỏi. Chị gửi cho bé, sữa cho bé nha. Đây hai giường đó có không em? Chuyển qua khác rồi. Chuyển qua khác nè. Còn đâu nữa ta? Đây đi hả? Ở này rồi sao em giữ đi. Hết rồi phải không? Hết rồi hơi còn ở dưới. Hả? Trên đây là hết rồi, ở dưới còn không? Hết rồi, còn hết rồi. Ở dưới. Dạ,